thưa các thầy trong chủ tọa này kính thưa toàn thể các quý đại biểu à, thì nãy giờ chúng ta thấy rằng là bệnh phổi các nghẽn mạng tính cũng đang là thách thức uh, toàn cầu hen cũng vậy và có lẽ viêm phổi cũng vẫn là đang là thách thức uh, toàn cầu thì uh, cái nội dung uh, trình bày của tôi hôm nay đó là lợi ích khác biệt của clarithromycin trong viêm phổi cộng đồng qua cái nghiên cứu asset. thì uh, báo cáo có thể câu nghiên cứu asset uh, là một cái nghiên cứu đầu tiên gọi là nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi có đối chứng để mà so sánh giữa một cái phác đồ điều trị có chứa clarithromycin với lại phác đồ điều trị chuẩn không chứa À, Đây là một cái nghiên cứu đầu tiên à, gọi là nghiên cứu ACT à, ở trong cái bệnh nhân mà viêm phổi cộng đồng nặng nghiên cứu thì được thực hiện ở à, Hy Lạp à, ở 16 cái khoa nội của những cái bệnh viện công ở Hy Lạp. Thì tiền đề của cái việc đưa ra cái nghiên cứu này là gì? Trước hết là chúng ta nói về cái gánh nặng bệnh tật của bệnh phổ, à, của à, viêm phổi cộng đồng. Thì theo cái nghiên cứu của Cái dữ liệu của CDC Hoa Kỳ thì nó là cái nguyên nhân gây tử vong thứ 8 ở Hoa Kỳ và thứ bảy ở Canada. Đấy là những cái nước mà có có thể nói là có cái nền à, y tế phát triển bậc nhất à, trên thế giới nhưng cái tỷ lệ mà à, viêm phổi tử vong do viêm phổi cộng đồng cũng vẫn rất là cao và đây là cái tỷ lệ nhập viện ở Hoa Kỳ đấy ạ thì người ta à, có một cái nghiên cứu ở cái bang à, 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 Lunavin thì ở đây có thấy là cái à, hàng năm thì có khoảng là 649 Uh, ca trên 100.000 dân tức là ước tự ước tính ra khoảng là trên gần 1 triệu 6 ca nhập viện hàng năm và 6,7% trong số đó là tử vong như vậy là ước tính có khoảng một uh, gần 103 000 người tử vong vì viêm phổi uh, cộng đồng uh, một cái nghiên cứu khác thì tỷ lệ uh, người ta cũng ước tính là cái tỷ lệ tử vong sau 30 ngày 6 tháng và sau một năm lần lượt là 13%, 23,4% và 30,6%. À, dữ liệu của Capo là cả cái nghiên cứu về à, viêm phổi cộng đồng ở 16 quốc gia à, độc lập thì ở ba khu vực riêng biệt đó là Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu, Châu Mỹ, Latin thì thấy là tỷ lệ tử vong ở các khu vực này à, nó là từ 7, à, tương ứng là 7,3%, 9,1% và 13,3%. Thế thì theo cái dữ liệu của WHO năm 2015 thì viêm phổi cộng đồng là đứng hàng thứ ba trong số top 10 nguyên nhân gây tử vong uh, trên toàn cầu và toàn cầu có khoảng là 3,5 cho đến 4 triệu ca tử vong vì viêm phổi uh, hàng năm có thể nói là cái tử vong cao nhất trong cái trường nhiễm khuẩn uh, trong các cái bệnh nhiễm trùng ạ thế còn ở đông nam á thì các dữ liệu cho thấy là viêm phổi cộng đồng cũng mắc với cái tỷ lệ cao uh, tương ứng cái số liệu 2016 là tầm khoảng uh, từ uh, 988 đến 4.205 ca trên 100.000 dân năm 2016 ở việt nam thì sao việt nam thì chúng ta cũng không có nhiều dữ liệu tuy nhiên là các cái dữ liệu thống kê thì thấy là cũng là các nguyên đứng thứ hàng thứ ba trong số các nguyên nguyên uh, gây tử vong ở Việt Nam và tỷ lệ mắc viêm phổi cộng đồng khoảng vào 2,6 cho đến 16,8 trên 1.000 dân hàng năm với tỷ lệ tử vong là dao động từ 2 đến 30% ở những cái bệnh nhân mà viêm phổi cộng đồng uh, cần nhập viện ạ. Cái vấn đề về các cái hướng dẫn điều trị mà chúng ta thường uh, hay tham khảo đó là hướng dẫn của Hội Lồng Ngực Mỹ ATS thì hướng dẫn này 2019 thì người ta thấy rằng là đối với những cái bệnh nhân mà không có bệnh mắc kèm và không có ý thức yếu tố nguy cơ của các tác nhân đặc biệt ví dụ như MSA hay là trực khuẩn màu xanh những bệnh nhân này thì điều trị ngoại trú thì phát đội chuẩn là amoxicillin hoặc là doxycycline hoặc là macrolide uh, macrolide thì được chỉ định khi mà cái tỷ lệ mà kháng với phế cầu là dưới 25% và nếu có bệnh đi kèm thì sẽ kết hợp amoxiclav hoặc là cephalosporin với macrolide hoặc là quinolone uh, hô hấp đơn trị liệu đối với bệnh nhân uh, nội trú mà viêm mà không nặng ấy thì phát đổi chuẩn của nó là beta lactam phối hợp macrolide hoặc là quinolone hô hấp đơn trị à, phối hợp với quinolone uh, đối với viêm phổi nặng thì beta lactam phối hợp với macrolide hoặc là beta lactam phối hợp với fluoroquinolone flu, 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 flu. trong tất cả các phác đồ từ ngoại trú cho đến bệnh nhân nội trú nặng không nặng và nặng thì đều thấy là có sự hiện diện của macrolide trong cái phác đồ điều trị và đến 2019 thì người ta thấy à, trong 2019 thì ở đây cái điều trị chuẩn gọi là điều trị theo kinh nghiệm đối với viêm phổi à, cộng đồng ấy, ấy laser này nó không hoạt động thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là À đối với những năm 2027 ấy, thì cái phác đồ chuẩn đối với bệnh mà điều trị đối với bệnh nhân viêm phổi cộng đồng nặng điều trị theo kinh nghiệm thì sẽ là beta lactam phối hợp với macrolide à, và hoặc là beta lactam fluco phối hợp với nhau. Tuy nhiên cả hai anh này thì người ta thấy là đều tương đồng, tức là mình có thể lựa chọn phác đồ này hoặc lựa chọn phác đồ kia và hiệu quả tương đương nhau. Tuy nhiên là đến 2019 thì người ta lại thấy là ở đây cái phối hợp này thì người ta cho rằng là cái phối hợp giữa beta lactam với macrolide thì sẽ uh, ưu việt hơn so với lại beta lactam phối hợp với lại, uh, với, lại uh, với lại với lại fluoroquinolone tại vì nó có nhiều những cái evidence những những cái bằng chứng mạnh hơn ủng hộ cho cái phối hợp giữa beta lactam và macrolide đây là một cái nghiên cứu năm 2019 nghiên cứu này chính là một cái dữ liệu mà để bổ sung cho cái việc là à, thay đổi một, một cái trong cái khuyến cáo của của ATS 2019 ở đây thì nó là một cái phân tích à, hồi cứu trên 520 bệnh nhân à, mắc viêm phổi cộng đồng nặng và à, có ít nhất là hai dấu hiệu hội chứng à, đáp ứng viêm à, hệ thống thì sẽ chia ra làm các cái nhóm nhóm phối hợp giữa claritomycin với beta-lactam, nhóm phối hợp azithromycin với beta-lactam và nhóm fluconazole và đơn trị hoặc là beta-lactam đơn trị thì kết quả thấy rằng là ở những cái nhóm mà có phối hợp claritomycin thì cái uh, cái tỷ lệ tử vong uh, thấp hơn và cái sự cả cả tỷ lệ về cải thiện triệu chứng cũng uh, cao hơn và cái sự tiến triển để suy đa tạng thì cũng thấp hơn so với uh, các cái, cái phối hợp khác cũng như là so với cái uh, đơn trị liệu và chính là là đấy chính là cái uh, một trong những bằng chứng mà để đưa đến cái khuyến cáo có vẻ như là cái việc phối hợp beta lactam với clarithromycin thì sẽ ưu việt hơn so với lại các cái phối hợp khác thì uh, trong cái hướng dẫn viêm phổi mắc cải cộng đồng của bộ y tế năm 2020 à, thì à, đối với những bệnh nhân ngoại trú à, viêm phổi cộng đồng nhẹ ngoại trú thì khuyến cáo dùng macrolide nếu như mà có khả năng à, có cái vi khuẩn không điển hình Đấy. thế và những cái khuyến cáo đối với bệnh nhân viêm phổi cộng đồng mức độ trung bình đến nặng hoặc là ở ICU thì đều có cái khuyến cáo là phối hợp với à, macrolide À, trong đó có Claritomycin và hoặc là azithromycin là những cái macrolide mới à, tới đây thì uh, hội hấp việt nam sẽ tiến hành uh, họp uh, vào ngày mai để mà uh, chuẩn bị là có cái update mới đối với cả cái phác đồ viêm phổi cộng đồng uh, tại việt nam thế thì cái uh, cái lợi ích mà sống còn của phác đồ có uh, chứa macrolide thì nó đã được uh, chứng minh qua một cái phân tích gộp đăng tải năm 2003. Với cái phân tích gộp này thì có 16 sáu uh, có mà rất là nhiều nghiên cứu uh, như có hơn 16, có 47 nghiên cứu được uh, lọc ra và cho thấy là lợi ích của phác đồ có chứa macrolide thì cho thấy là giảm được 32% tỷ lệ viêm phổi trong 30 ngày và tăng 23% tỷ lệ hồi phục là cải thiện các cái triệu chứng uh, lâm xa. Đấy. Như vậy thì uh, đó là những cái tiền đề cho cái việc là nghiên cứu assay này. Bởi vì từ trước tới nay toàn là những cái nghiên cứu gọi là quan sát thôi ạ. là những cái phân tích gộp, quan sát. Uh, từ những cái nghiên cứu quan sát thì người ta thấy rõ ràng là có cái sự ưu thế của phác đồ có chứa clarivation. Nhưng mà vì bằng chứng của những cái nghiên cứu quan sát thì nó không mạnh mẽ. Do đó mà có cái thiết kế nghiên cứu asset tức là nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi và có giả dược. Thì nghiên cứu này nhằm so sánh về cái đáp ứng kháng viêm sớm trong phác đồ viêm phổi cộng đồng có chứa clarithromycin so với phác đồ điều trị chuẩn. Thì đây thì tiêu chí mà lựa chọn vào nghiên cứu thì bao gồm những bệnh nhân trên 18 tuổi nhập viện và có ít nhất là hai triệu chứng mà có liên quan đến viêm phổi cộng đồng ví dụ như là ho khạc đờm khó thở đau ngực kiểu đau màng phổi hoặc là có trên và có trên hai tiêu chí của cái đáp ứng viêm hệ thống có tổng điểm SOFA trên 2 và có nồng độ procalcitonin là trên 0,25 thì các cái bệnh đối tượng này được chia ra làm hai nhóm nhóm là có điều trị chuẩn uh, với lại uh, placebo uống hai ngày một lần điều trị chuẩn ở đây là các cái beta lactam hoặc là cephalosporin thế hệ ba và đối với và nhóm thứ hai đó là nhóm điều trị chuẩn phối hợp với uh, clarithromycin 500 mg uống hai lần một ngày người bệnh được theo dõi trong 28 uh, tuần và tiêu chí nghiên cứu chính đó là thứ nhất là tiêu chí gộp về uh, đáp ứng lâm sàng sớm của viêm phổi cộng đồng với đáp ứng kháng viêm sớm À, được đánh giá ở ngày thứ tư à, sau điều trị bao gồm là giảm trên 50% cái điểm mức độ nặng của triệu chứng hốp so với lần khám đầu mà không không cần phải thay đổi cái điều trị. Ngay là giảm trên 30% điểm sofa so với ban đầu hoặc là thay đổi động học của procalcitonin tức là giảm trên 50% à, giá trị à, procalcitonin so với ban đầu hoặc là giá trị procalcitonin được đo ở ngày thứ tư là 0.25 nanogram trên ml. Ngoài ra thì còn có các cái tiêu chí thành phần khác, dụ như là giảm 50% mức liệu điểm nặng triệu chứng hô trên 30% sofa, điều trị thành công ở ngày thứ 8, ngày thứ 14, thời gian đến khi tiến triển suy data và thời gian xuất viện, tái nhập viện rồi tử vong đến ngày 28 và ngày thứ 90 hoặc là sự thay đổi các cái chỉ số viêm ví dụ TNF alpha ờ uh, interleukin 6, interleukin 8, interleukin 10, interleukin 17 hoặc là các cái bạch cầu đơn nhân trong uh, trong máu ngoại vi. Thế thì cả hai uh, cái nhóm này đều có những cái đặc điểm tương đồng về giới, về tuổi, về chủng tộc thì một gần như là 100 100% là da trắng về các cái yếu tố khác như là thang điểm uh, mức độ nặng của uh, viêm phổi Apache 2, điểm sofa uh, các cái triệu chứng mức độ nặng uh, về mức độ nặng của các cái triệu chứng hô hấp bronchisinolin uh, và uh, cũng như là một số các cái yếu tố khác ví dụ như là các cái bệnh đồng mắc uh, và các cái vấn đề là các cái vi khuẩn uh, mà uh, phân lập được ở trong những cái bệnh nhân này À, thì kết quả của nghiên cứu thì người ta thấy rằng là phác đồ mà có chứa clarithromycin thì giúp à, tăng hiệu quả điều trị à, viêm phổi ở cái mức độ à, trung bình à, đến nặng tức là những cái bệnh nhân mà mà à, phải nhập viện ấy ạ thì nói về cái tiêu chí chính thì ở đây là nếu mà à, phác đồ có chứa clarithromycin thì nó sẽ giảm được viêm và cải thiện triệu chứng hô hấp và rất là tốt so với lại cái phác đồ không chứa clarithromycin. À, mặt khác là có cái sự uh, đợ, uh, gọi là nhất quán trong cái việc uh, cải thiện các cái triệu chứng, cải thiện uh, các cái viêm uh, giữa cái phác đồ có chứa clarithromycin so với phác đồ không chứa clarithromycin. Ở đây là sẽ về tuổi rồi dưới 65 tuổi trên 65 cũng như là các cái bệnh mắc kèm như là COPD chẳng hạn. À, tiếp theo thì à, cái tiêu chí tiếp theo là người ta xem là à, khi mà sử dụng phác đồ có chứa clarithromycin thì ở ngày thứ tư nó ảnh hưởng tới à, các cái động học của cytokine như thế nào thì người ta cũng thấy là ở cái ngày thứ tư thì đối với những cái cái tỷ lệ mà Bệnh nhân có uh, các cái yếu tố như là TNF alpha thì cao hơn so với nhóm mà không có uh, uh, không có chứa clarithromycin và tỷ lệ bệnh nhân mà giảm interleukin 10 thì cũng ít hơn so với lại cái phác đồ có chứa không có chứa clarithromycin. Và đây là tỷ lệ bệnh nhân mà có giảm các cái uh, tỷ lệ interleukin 8, interleukin 10 thì nó cũng sẽ là thấp hơn so với lại cái nhóm mà có chứa clarithromycin. Clarit Tiếp theo thì đối với phân tích cái nguy cơ suy đa tạng thì à, nguy cơ thì người ta thấy là phác đồ có chứa clarithromycin clarit clarit thì giúp giảm nguy cơ uh, nhiễm trùng huyết mới sau viêm phổi cộng đồng cũng như là giảm cái nguy cơ suy đa tạng. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là đây ạ à, À, những cái bệnh nhân mà phát à, tức là phát triển những cái à, nhiễm trùng huyết mới thì là à, giảm được 48% ở cái à, nhóm mà có chứa clarithromycin và giảm được cái nguy cơ suy đa tạng tới à, 68% ở nhóm có chứa clarithromycin. Tiếp theo là một cái khuynh hướng về lợi ích sống còn của phác đồ có chứa clarithromycin ở ngày thứ 28 thì nghiên cứu uh, ASSET thì không nhằm xác định về cái sự khác biệt về nguy cơ tử vong tuy nhiên là phác đồ có chứa clarithromycin uh, thì ở cái đường màu xanh ý, thì thấy là cái tỷ lệ sống còn ở cái nhóm này là cao hơn nhóm mà không chứa uh, clarithromycin trong uh, trong 8 ngày đầu Đó. điều này là cho thấy cái khuynh hướng về lợi ích uh, về giảm tử vong của clarithromycin về còn nếu mà nói về cái dữ liệu an toàn ở đây thì người ta cũng thấy rằng là cái dữ liệu an toàn thì thấy là gần như là các cái tác dụng phụ nặng thì đều là không không có sự khác biệt đối với lại uh, cái uh, nhóm điều trị tiêu chuẩn không chứa claritomicin uh, như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là phác đồ có chứa clarithromycin thì giúp tăng hiệu quả điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng từ trung bình đến nhằm diện giúp cải thiện được triệu chứng giảm mắc cơ viêm sớm à, giảm nguy cơ có suy cơ quan nhiễm trùng huyết mới và đồng thời giúp ngắn được cái thời gian nhập viện khuynh hướng giảm các cái nguy cơ à, tử vong và à, tôi xin trân trọng cảm ơn vì trong cái khuôn khổ của nghiên cứu thì à, cái à, sẽ có nhiều những cái à, các cái câu hỏi các quý vị có thể à, đặt à, câu hỏi à, vào cuối buổi xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các thầy cô và các quý đồng nghiệp